Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Tình hình mưa lũ, bão tố, phong ba, động đất, sóng thần đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trong suốt từ những ngày đầu năm tới nay. Và sáng ngày hôm nay, chính phủ của Bắc Kinh đã bất ngờ phát lệnh sơ tán toàn bộ hơn 250 triệu dân của các thành phố lớn như Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Vũ Hán và Tứ Xuyên, vì những nơi này chính liên tiếp 3 trận động đất dữ dội gối đầu nhau xảy ra dưới lòng đất. Lệnh sơ tán ngay trong đêm đã được phát ra và toàn bộ 256.000 người dân sống quanh vùng hạ lưu con đập Tam Hiệp cũng như là con sông Dương Tử đã phải di chuyển gấp trong đêm lên đến những đỉnh núi cao hoặc lên khu vực cao hơn để tránh trú hoặc có thể xuôi về Nam như tại Lào, Việt Nam để trú ẩn. Với tâm trấn chỉ cách con đập Tam Hiệp khoảng 25 km, cùng với đó là vào hôm qua một con đê bao vỡ lớn ở sông Dương Tử bất ngờ bị vỡ khiến cho tất cả các khu vực nằm quanh tuyến đê bao kể trên bị chìm trong biển nước, gia súc, gia cầm, nhà cửa, đồ dùng trôi nổi theo dòng lũ, nhìn thật khủng khiếp. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, lượng mưa trong ngày hôm nay và một vài ngày tới tiếp tục tăng cao, làm cho nước lũ tràn về và nguy hiểm đang rình rập tới con đập Tam Hiệp cũng như 17 tuyến đê bao quanh con sông Dương Tử. Còn Trung tâm chuyên nghiên cứu về động đất, sóng thần của Trung Quốc đã phát đi một thông báo khẩn cấp, nói rằng 3 con đập quanh khu vực trên đang có biểu hiện bị vỡ, đề nghị người dân cũng như các cơ quan ban ngành phải hết sức cẩn trọng, đề nghị mọi người hãy sơ tán khẩn cấp. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, hôm qua là một ngày cực kỳ đen tối với cả nước khi động đất, sóng thần, lũ lụt cả vỡ đê liên tiếp xảy ra trong cùng một ngày. Điều này đã làm cho nước lũ của các con sông Hoàng Hà, sông Dương Tử và sông Mekong tăng nhanh đột biến. Mục chính quyền của ông Tập ban bố tình trạng khẩn cấp lên mức báo động đỏ ngay trong đêm. Khẩn cấp yêu cầu người dân sơ tán lên những vùng núi cao hoặc sang các khu vực khác của các nước bạn để trú ẩn. Và nếu tình thế khẩn cấp thiết quá thì có thể nhờ cậy Việt Nam mở cửa khẩu biên giới để cho người Trung Quốc sang lánh nạn tạm thời một thời gian. Tuy nhiên, biên giới của Việt Nam vẫn được kiểm soát một cách hết sức nghiêm ngặt, cửa đóng then cài luôn luôn được bảo vệ. Và những cái nơi phía dân Trung Quốc tràn sang được theo dõi bằng camera 24/24 giờ. Không phải Việt Nam không ra tay cứu giúp những người dân của Trung Quốc trong lúc mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, mà Việt Nam lo ngại một điều rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát trở lại và có những diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc. Vì thế, qua lời phát ngôn của đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phát biểu trước cơ quan truyền thông báo chí, Việt Nam không thể mạo hiểm khi cho người Trung Quốc tràn sang, bất chấp mọi yêu sách, phải đóng chặt biên giới vì tình hình dịch bệnh Trung Quốc đang rất cam go. Hiện lũ ở thượng nguồn vẫn tiếp tục dồn dập đổ về hạ lưu, khiến nhiều tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc chìm trong biển nước, cuộc sống của người dân vẫn rất cảnh màn trời chiếu đất. Nếu những ai chứng kiến tận mắt cảnh thiếu thốn về lương thực, thiếu thốn về thuốc men của hơn 200 triệu người dân Trung Quốc đại lục, chắc chắn chúng ta không kìm được nước mắt, bởi trong những tháng vừa qua, người dân Trung Quốc đã đếm trải đủ mọi đau thương trên cuộc đời này. Tính từ tháng 12 năm 2022, dịch bệnh COVID-19 đã tái bùng phát và đang tàn phá nền kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc phải đóng cửa toàn bộ những nhà máy, xí nghiệp, quán xá, nhà hàng, thị trường bị đắp chiếu, cơ quan ban ngành và các công ty tập đoàn thì bị niêm phong, thất nghiệp tràn lan. Sang đến năm 2023 này, dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được khống chế ở Trung Quốc thì mưa lũ, bão tố, phong ba, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở lại liên tục xảy ra, khiến cho người dân của Trung Quốc không còn đủ sức để chống chọi lại tất cả. Khó khăn chồng chất khó khăn. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập được cho là vẫn đang mải mê với những kế hoạch xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Vì thế, lũ lụt họ cũng mặc kệ, vỡ đê, động đất, sóng thần họ cũng không thèm quan tâm. Mối quan tâm lớn nhất của chính quyền ông ta bây giờ là lãnh thổ, lãnh hải, là tiền, là quân sự, là thế lực, làm sao để Trung Quốc trở thành bá chủ thế giới vượt qua Mỹ. Nhưng hàng triệu người dân của Trung Quốc cho rằng nhiều lãnh hải, nhiều đất, nhiều tiền, nhiều quân sự mạnh thì để làm gì? Trong khi dịch bệnh và lũ lụt đang càn quét thì chính quyền ông Tập lại không quan tâm và lo lắng. Điều này đã khiến cho hơn 1/4 người dân của Trung Quốc đang bức xúc với chính quyền ông ta. Có một thông tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm đến tình hình lũ lụt, hạn hán của Trung Quốc. Ngày hôm qua, đài truyền hình thông Trung Phương Đông của nước này cho biết một tin được cho là khá rùng mình và xấu cho phía Trung Quốc. Khi con đập cỡ lớn của Trung Quốc đã cho xả lũ toàn bộ những cửa xả hoạt động 24/24 giờ. Đài Phương Đông của Trung Quốc cho biết hôm qua hồ thủy điện lớn nhất tỉnh Hồng Kiên trong vòng 100 năm vừa qua đã cho mở toàn bộ 11 cửa xả lũ nhằm ngăn chặn lũ lụt. Điều này cho thấy rằng tình hình động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở các tỉnh phía Nam Trung Quốc đang hết sức nguy hiểm. Đài Trung Quốc cho biết hồ thủy điện mang tên Tân Giang thuộc tỉnh Chiết Giang đã mở cửa xả lũ lần đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua, khi mực nước trong hồ chứa vượt mức cho phép và được dự báo là còn tăng cao trong một vài ngày tới. Hồ thủy điện Tân Giang ở phía đông tỉnh Chiết Giang là dự án kiểm soát lũ quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường đã mở cửa xả lũ khi tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục những diễn biến phức tạp và khó lường. Hồ thủy điện Tân Giang còn được gọi là hồ Quang Giao, hay còn gọi là hồ Thiên Đảo, nằm ở thượng nguồn sông Đường, con sông lớn nhất tỉnh Chiết Giang, được biết đến với mức thủy triều cao nhất trên thế giới. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, tính đến 19 giờ tối ngày hôm nay, mực nước của hồ Tân Giang đã đạt mức 108,5 m, vượt quá mức dự trữ cho phép và mực nước trong hồ được dự báo sẽ tăng cao do mưa lũ lớn ở thượng nguồn đổ về trong một vài ngày tới. Do mưa lớn gây ra lũ lụt ở thượng nguồn tỉnh An Huy, mực nước trong hồ tăng nhanh và vượt mức thấp cho phép. Tờ báo của Trung Quốc còn trích dẫn lời ông Xian, giám đốc con đập này cho biết dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn kéo dài ở khu vực xung quanh hồ chứa lên đến 10 ngày liên tiếp.
nguy cơ lũ lụt ngay cả khi nhà máy thủy điện chạy hết công suất. Vì vậy chúng tôi đã quyết định mở cửa toàn bộ cửa xả để ngăn chặn lũ. Mưa lũ vẫn đang kéo dài ở đất nước Trung Quốc. Những cơn mưa lớn tầm tã không ngớt này chính là nguyên nhân gây nên những trận động đất kinh hoàng. Tuy nhiên, đó chỉ là theo cách nhìn của các nhà khoa học dân Trung Quốc. Những ngày qua xa xôn xao nhiều với những thông tin bí ẩn trước những dị tượng lạ thường. Chẳng hạn, trận động đất kép xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên và tín hiệu lạ từ phía chân trời. Đó là những tia ánh sáng xanh sắc kép hơn cả vận tốc ánh sáng liên tục xuất hiện nơi tâm chấn của vụ động đất. Một số người dân tỉnh Tứ Xuyên thoát khỏi nạn nhờ khỏi nhà cửa. Đó là mang lễ vật ra ngoài trời cúng vái. Sau khi tia sét quét qua quét lại nhiều lần thì tiếp đó là hai trận động đất kép xảy ra. Trường hợp này người ta gọi là tín hiệu báo hiệu ngần. Nó thường xuyên xảy ra trước khi tai họa ập đến khoảng nửa tiếng. Những tín hiệu báo trước và thời gian được người dân Trung Quốc quan niệm bằng điểm ngờ, thường trước đó vài ngày, đôi khi cả 1 đến 2 tháng. Tùy theo sự kiện lớn hay nhỏ, khi đó điểm báo trước cũng xảy ra tai nạn. Những kinh nghiệm quý báu đó của người cao tuổi được truyền lại cho con cháu để họ thoát qua những kiếp nạn không đáng có. Hiện tại, mưa vẫn như chút nước xuống đất nước này, nhưng tập trung nhiều ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc. Tỉnh Hồ Bắc chính là tâm điểm của những trận mưa lớn vượt kỷ lục. Nó được người dân của cả thế giới quan tâm vì nơi đó có cả con đập Tam Hiệp. Chính quyền Trung Quốc vẫn làm ngơ về những gì con dân của mình đang phải chịu đựng. Họ có những sắc lệnh riêng, nhìn vào có vẻ đó là sự quan tâm của chính quyền đối với nhân dân. Nhưng thực chất, họ chỉ muốn giữ gìn những di tích cổ vật để làm nổi tiếng thế giới. Đập Tam Hiệp không phải là di tích cổ, nhưng nó lại là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì nó to lớn và hoành tráng nhất thế giới. Nhiều chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc đã khẳng định con đập này không mang lại lợi nhuận như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói. Thậm chí từ ngày nó xuất hiện thì đã làm thay đổi khí hậu toàn cầu vì làm chậm vòng quay của trái đất. Cũng chính vì lẽ đó, thời tiết cực xoay chuyển chóng mặt và không đi theo một quy trình nhất định. Các nhà khoa học nổi tiếng đã thời tiết cực đoan, vì vậy đất nước Trung Quốc đã ảnh hưởng hậu quả nặng nề do chính con đập gây ra. Và đêm hôm qua, Trung Quốc bất ngờ hứng chịu một trận lũ ống lũ quét kinh hoàng ập vào bờ đê đập Tam Hiệp, làm cho một nửa con đập bị vùi lấp, khiến tình trạng vỡ đập đang đến rất gần. Sự việc xảy ra quá gấp gáp khiến cho các lực lượng canh giữ con đập lớn nhất của Trung Quốc buộc phải báo động khẩn cấp, tức là báo động mức cao nhất. Theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được từ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, lúc 4 giờ 16 phút ngày hôm qua, trận lũ ống trên bắt đầu từ thượng nguồn sông Dương Tử kết hợp với lũ quét ở sông Hoàng Hà, sông Mekong dồn dập đổ về cùng một lúc sau những trận mưa to đến rất to kéo dài không có dấu hiệu chấm dứt. Tờ báo địa phương còn trích dẫn lời ông Xuyên, một người dân 63 tuổi đang sinh sống tại vùng hạ lưu con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp, nói rằng vào khoảng 2 giờ 15 rạng sáng hôm nay, khi màn đêm đang bao phủ ngoài trời, cảnh tượng mưa lũ ngập lụt đang diễn ra, đường điện thì bị đánh sập, người dân đang chìm trong giấc ngủ vội sau nhiều ngày đêm thức trắng hộ đê thì bất ngờ con đập Tam Hiệp báo động khẩn cấp. Camera ghi lại từ đỉnh núi trên cao chiếu xuống thấy những con lũ ống lũ quét đang ầm ầm ùn ùn từ thượng nguồn đổ về, khiến cho những con chim động vật núi hoang dã phải cất tiếng kêu vô cùng hoảng hốt. Một lúc sau thì trời ơi, những cơn lũ ống lũ quét kể trên đã vùi lấp toàn bộ 3/4 con đập Tam Hiệp, làm cho các lực lượng cứu hộ cứu nạn của Trung Quốc phải căng mình chống đỡ. Ông còn nói tiếp, suốt từ đêm hôm qua đến tận bây giờ vẫn chưa khắc phục được sự cố lũ quét. Không những thế, một siêu vòi rồng bất ngờ xuất hiện hình thành lao tới càn quét bờ đê sông Dương Tử, khiến cho những khu vực gần con đập Tam Hiệp và con đê sông Dương Tử không khác gì sa mạc Sahara hoang tàn ở châu Phi. Tiếp tục câu chuyện, ông còn cho biết, tính đến ngày hôm nay những cơn mưa to và rất to liên tục trút xuống những tỉnh thành phố nói trên. Và chắc chắn thiên tai năm nay sẽ đi vào lịch sử của Trung Quốc, để cho những thế hệ sau biết được một sự thật rằng năm 2023 chính là một năm đại thảm họa, đầy đen tối đối với Trung Quốc, bởi vì mới đầu năm thôi, mưa lũ đã khủng khiếp đến như vậy, tự hỏi những ngày tiếp theo vào mùa mưa bão thì sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.